Nói chung là quý khách thích màu gì của da hoặc da gì thì Lan sẽ thực hiện cái dây này màu đó cho quý khách. Mà đồ cao cấp đẳng cấp nó phải đồng nhất với nhau từ tất cả. Hột nào hột nấy nó phải đều nhau và nó phải đẹp. Và quý khách có thể đến những nơi, bất kỳ nơi nào để phân tích và giám định lại bất kỳ chỗ nào ở trên Việt Nam cũng như trên thế giới. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, kỳlanluxury.com. Hôm nay một chủ đề review sản phẩm của Kỳ Lân thì Kỳ Lân sẽ giới thiệu. Đây là cái đồng hồ Patek Philippe chế tác. Đây là một mẫu đồng hồ của một thương hiệu đồng hồ mang tên Patek Philippe. Một cái sản phẩm đồng hồ của một thương hiệu đồng hồ đứng top về sự đẳng cấp cũng như là về chất lượng. Thì như chúng ta đã biết, trong tất cả đồng hồ xa xỉ, tất cả ngành đồng hồ thì không ai mà không biết đến đồng hồ từ Thụy Sĩ. Và chắc chắn rằng chiếc đồng hồ Patek Philippe này cũng đến từ đất nước Thụy Sĩ. Hiện tại thì chiếc đồng hồ này toàn bộ thân vỏ được đúc bằng vàng nguyên khối và vòng bezel này đính kim cương baguette thiên nhiên. Và dây của nó thì từ dây da. Và Kỳ Lân là đơn vị chuyên nhận chế tác tất cả các đồng hồ theo yêu cầu của quý khách, chuyên design, chuyên custom những mẫu đồng hồ trở nên đẹp hơn, độc hơn. Hoặc là quý khách có thể muốn chế tác một cái đồng hồ theo ý thích của mình thì liên hệ với Kỳ Lân. Và cụ thể thì xin mời quý khách đi xem cận cảnh chi tiết cái sản phẩm đồng hồ Patek Philippe Nautilus này. Đây, tất cả vỏ ngoài được đúc bằng vàng nguyên khối AU750 18 carat. Từ núm, từ tất cả mọi chi tiết và kể cả khóa đều bằng vàng 18. Cọc kim cũng là cọc kim cương. Vòng bezel này đến full kim cương baguette. Vâng, và Kỳ Lân là đơn vị chuyên chế tác tất cả các mẫu đồng hồ theo nhu cầu, yêu cầu của quý khách, từ chất liệu vàng và kim cương. Quý khách có thể là thích vàng hồng hoặc là vàng vàng, hoặc là vàng chanh, hoặc vàng trắng. Nói chung là theo yêu cầu của quý khách, hoặc là platinum. Nói chung là quý khách muốn chất liệu vàng gì thì đang sẽ thực hiện màu vàng đó cho quý khách. Và kim cương thì kim cương thiên nhiên như là kim cương tròn, kim cương vuông, kim cương baguette. Chỉ cần quý khách đưa ra yêu cầu, Kỳ Lân sẽ thực hiện đúng yêu cầu đó và hoàn thiện sản phẩm tuyệt vời chất lượng. Ngoài đồng hồ thì điện thoại, nữ trang, hoặc là ở đây Kỳ Lân có để sẵn một cái siêu dễ thương, siêu dễ thương mà chắc chắn quý khách sẽ rất thích. Đó là cũng là một cái mẫu đồng hồ nhưng mà không phải đồng hồ, nó là nhẫn thôi. Thì cái mẫu thiết kế này dựa theo mẫu của đồng hồ Patek Philippe. Hai đời khác nhau, nhưng mà một đời á, đời này là có lịch, còn máy này là đời không lịch. Thì chỉ có cọc kim và kim giờ ngày. Còn đây là đồng hồ này, mẫu này là 3 kim, 1 lịch. Và Kỳ Lân sẽ đo đường kính của chiếc nhẫn Patek Philippe này cho quý khách xem. Lung nấm thử là bao nhiêu. 17.43mm. Và đo đường kính ngoài vòng bezel là bao nhiêu. 14.33mm. Rất là nhỏ. Và xin mời camera đi cận cảnh lại một lần nữa để quý khách xem được rõ hơn về cái tỷ lệ của cái hai cái đồng hồ và chiếc nhẫn Patek Philippe này. Đây là sản phẩm chế tác của Kỳ Lân Luxury. Và tùy theo option của quý khách chọn, ví dụ như quý khách thích cái đồng hồ này nhưng muốn giá thành nó vừa lại một chút thì làm cái vòng bezel này là bằng vàng luôn, không làm kim cương baguette thì giá nó sẽ giảm lại. Hoặc quý khách thích nó vẫn là kim cương nhưng giá thành nó thấp hơn một chút và nó lại đẹp, thì mình sẽ làm cái vòng bezel này bằng kim cương, nhưng mà kim cương tròn. Hoặc là quý khách muốn cái dây này
không phải là bằng da cá sấu mà thích bằng da đà điểu, hoặc bằng thích da cá mập, hoặc thích những mẫu da khác, Kỳ Lân sẽ gửi mẫu để quý khách chọn và Kỳ Lân sẽ thực hiện bộ da này cho quý khách ngay. Nói chung là quý khách thích màu gì của da hoặc da gì, Kỳ Lân sẽ thực hiện cái dây này màu đó cho quý khách. Hoặc quý khách không thích da mà thích bằng vàng nguyên khối, Kỳ Lân sẽ thực hiện chế tác làm cái dây này bằng vàng nguyên khối. Và Kỳ Lân đã từng giới thiệu video trước rồi về cái đồng hồ Patek Philippe chế tác bằng vàng nguyên khối full, tức là full dây bằng vàng, full mặt, tất cả bằng vàng, và vòng bezel vẫn đánh kim cương, khóa bằng vàng, tất cả mọi cái bằng vàng rồi. Thì quý khách có thể xem lại trên kênh YouTube của Kỳ Lân, hoặc là trên fanpage, hoặc là kết nối qua Zalo Kỳ Lân sẽ gửi, hoặc là xem tại website kylanluxury.com. Nói chung là tùy theo nhu cầu, tùy theo option quý khách lựa chọn mà giá sẽ khác nhau. Một sản phẩm như thế này giá dao động từ 300 triệu đến 500-600 triệu tùy cái sản phẩm. Thì cụ thể sản phẩm nào thì quý khách hãy gọi cho Kỳ Lân Luxury. Một sản phẩm bằng vàng 18K, nó là vàng 18K. Một sản phẩm là kim cương thiên nhiên thì nó sẽ là kim cương thiên nhiên. Vâng, chính xác là như vậy. Nhưng tất cả sản phẩm Kỳ Lân đều phải đi giám định sẵn sàng hết cho quý khách rồi. Và quý khách khi sử dụng thì nên đi giám định lại để tự tin tuyệt đối vào sản phẩm mình dùng. Đây là Kỳ Lân đang soi từng hộp kim cương thử có bị than, có bị sức mẻ bể gì không, có đều, kim cương có đều với nhau không, chấu có đẹp không, chia ổ gắn có đẹp không, chấu có đều nhau không, 1, 2, 3, 4 có đều nhau không, giữa những hộp kim cương có đồng nhất với nhau không, về màu sắc cũng như về kích thước hay không, về chất lượng có đồng bộ với nhau hay không. Đó là những cái của một đơn vị luxury đẳng cấp thực hiện. Vì một cái đơn vị theo phong cách của các hãng lớn trên thế giới và đúc kết được, và từ những cái riêng của thương hiệu Kỳ Lân đã tạo nên được sự chuẩn mực cũng như là quy cách, cũng như là cái trách nhiệm về chất lượng đó, nó tiêu chuẩn hơn. Có nghĩa là về cháo hột, Kỳ Lân cũng đã kiểm định tất cả sản phẩm đều phải kiểm định cháo hột, và chất lượng vàng cũng như là từng viên kim cương nó phải đồng nhất với nhau, đồng nhất với nhau, chứ không phải là lượm bừa lượm đãi bỏ vô cho xong, thì cái giá trị nó cũng không phải gọi là luxury. Mà đồ cao cấp đẳng cấp nó phải đồng nhất với nhau, từ tất cả hột nào hột nấy nó phải đều nhau và nó phải đẹp. Đó là phong cách của các hãng lớn, họ cũng làm như vậy, và Kỳ Lân cũng đúc kết từ như vậy ra và thêm những cái yếu tố riêng biệt của thương hiệu Kỳ Lân Luxury vào nữa, sẽ tạo nên những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao mang thương hiệu Kỳ Lân Luxury. Từ hộp kim cương, kể cả kim cương vuông hay tròn hay là baguette, mình cũng đều phải kiểm tra cái hộp có đẹp không, có than hay không, có bệnh không, cháu có đẹp hay không, có chuẩn hay không, nước có sạch đẹp hay không thì mình phải coi. Và ngoài kinh nghiệm chuyên nghiệp trong nghề cũng như là máy móc hỗ trợ cho việc kiểm tra chất lượng, thì mình phải đi giám định thêm bên ngoài, phân tích thành phần vàng cũng như giám định, và không phải một chỗ đâu, nhiều chỗ. Cụ thể là đây là mình đi phân tích thành phần vàng của ví dụ như đồng hồ, hoặc là chiếc nhẫn đồng hồ, hoặc là chiếc điện thoại, hoặc là chiếc lắc tay Kỳ Lân đang đeo, chiếc nhẫn Kỳ Lân đang đeo. Thì đây là vàng là bằng 75, đồng là 21, bạc kẽm, nói chung là sẽ phân tích được thành phần của cái sản phẩm này nó là gồm những gì và bao nhiêu phần trăm. Thì chủ yếu mình đang nói về vàng thì mình sẽ coi là vàng bao nhiêu. Và mỗi sản phẩm tùy vào đợt làm thì khi mình pha hội, mình chuẩn hóa ra thì nó sẽ tầm cỡ 75. 75 là vàng 75, có thể suy dịch một chút xíu là 74 phải mấy, hoặc là 76, hoặc 77, mà Kỳ Lân thường làm là 75 trở lên không à. Có lúc thì sẽ 74,99 chẳng hạn, nhưng mà 75 hoặc 76 là nhiều hơn. Không lần nào là nó sẽ, mỗi cái sản phẩm cũng vậy, bất kỳ sản phẩm nào mình cũng không thể nào mà phân tích ra mà nó y xì là 75,11 là phải 75,11 hết, mà nó phải chênh lệch nhau một chút xíu ở ngoài sau. Bất cứ sản phẩm nào cũng vậy, hai bộ phận khác nhau là mình sẽ soi vàng nó sẽ ra có sự chênh lệch nhỏ xíu, nhưng mà nó không đáng kể. Miễn sao nó là vàng 18K, ở đây 18,01 và 18,27, 18,03 và 18,27 đó, tầng 18K
Và Kỳ Lăng kỹ nữa là Kỳ Lăng đi ra một số trung tâm giám định, và chỗ này là họ sẽ giám định cho mình nó là chất liệu gì thôi, chứ họ không ghi thành phần như kia. Ghi thành phần như kia là để cho nơi đó, là để cho những cái cửa hàng vàng bạc đá quý họ chuyên đi phân tích thành phần vàng, có nghĩa là họ nấu vàng là thành cục, hoặc là vàng thô, vàng và thu ở ngoài không chuẩn, không rõ nguồn gốc, thì họ sẽ đem đến những nơi như vậy để họ phân tích thành phần vàng. Họ chuyên làm cho những cửa hàng vàng bạc nữ trang đá quý. Thì đây là nơi mà họ sẽ chụp hình sản phẩm luôn. Cụ thể đây là chiếc đồng hồ Patek Philippe bằng vàng và kim cương Kỳ Lăng đang review. Thì Kỳ Lăng sẽ đi giám định và họ sẽ ghi rất rõ ràng ở đây, cụ thể luôn. Rose Gold mở ngoặc vàng hồng 18K. Và thường cái nơi phân tích hồi nãy là dành cho các cái cửa hàng vàng bạc đá quý, những cái làm sỉ á. Họ ghi luôn là 35 viên kim cương tự nhiên kiểu tròn, kiểu kim cương tròn, ly 2. Hoặc là điện thoại, họ cũng vậy, họ ghi là trọng lượng của điện thoại này là 227g, điện thoại kim loại màu vàng. Kết quả giám định đây, Rose Gold vàng hồng 18K và có mã code trên này luôn cho mình. Tuy nhiên, đây là một cái điện thoại mà bên ngoài Kỳ Lăng cũng đi giám định. Sự khác biệt giữa hai cái điện thoại Veto giá chênh lệch nhau nhiều nha. Nếu như quý khách mà không hỏi kỹ chỗ này thì sẽ rẻ hơn, là bởi vì vàng hồng 14K, vàng có 14K thôi. Thì sự chênh lệch giữa vàng 14 và 18K rất là nhiều, đặc biệt là chế tác sản phẩm chênh lệch nhau rất là nhiều đó. Nên là rẻ hay không thì khi mà mình mua sản phẩm mà mình không giám định được, không biết được nó là vàng bao nhiêu, thì sự rẻ hay mắc nó còn phụ thuộc vào vàng 14 hay 18 nữa. Nhiều quý khách mua đâu có để ý nó là vàng gì đâu, chỉ biết là vàng thôi. Và vàng 14 với vàng 18 là nó khác nhau rất là nhiều tiền rồi. Đây như cái này Kỳ Lăng giám định là vàng 18K. Và sản phẩm vàng 14K này Kỳ Lăng không làm. Mà cụ thể cái giá giám định này của cái sản phẩm này là của khách hàng, và Kỳ Lăng đi giám định cùng với khách hàng để cho khách hàng biết được là sản phẩm của mình là vàng gì. Tất cả sản phẩm nữ trang bằng vàng Kỳ Lăng chỉ làm duy nhất một loại vàng, đó là vàng 18K. Tuy nhiên có những sản phẩm mà khách hàng yêu cầu vì lý do gì đó Kỳ Lăng cũng thực hiện, nhưng mà đó là theo đơn đặt hàng. Sản phẩm của Kỳ Lăng chủ đạo là vàng 18K. Và sản phẩm nào đều có giấy tờ, đều có phân tích thành phần vàng, đều có giám định cụ thể sản phẩm. Và quý khách có thể đến những nơi, bất kỳ nơi nào để phân tích và giám định lại bất kỳ chỗ nào ở trên Việt Nam cũng như trên thế giới. Kỳ Lăng đã cam kết, Kỳ Lăng đã giám định cho quý khách, Kỳ Lăng đã đi phân tích thành phần vàng và giám định ở những nơi trung tâm chuyên giám định vàng bạc đá quý kim cương. Đó là Kỳ Lăng đảm bảo cho khách hàng rồi. Và khách hàng khi sử dụng thì nên đi giám định lại một lần, đích thân mình đi giám định lại để cho mình tự tin tuyệt đối vào sản phẩm mình đang dùng sử dụng. Và cảm ơn tất cả quý khách đã đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury, đã xem clip này. Kỳ Lăng cảm ơn và chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury. Và đừng quên đăng ký subscribe kênh YouTube này, cũng như là đăng ký like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lăng Luxury để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao khác sắp tới, cũng như truy cập trực tiếp vào website kylangluxury.com để xem những sản phẩm của Kỳ Lăng, hoặc gọi trực tiếp cho Kỳ Lăng qua số hotline 0901 247 247, hoặc kết nối qua Zalo 0901 247 247. Đội ngũ của Kỳ Lăng Luxury sẽ hỗ trợ quý khách tất cả những sản phẩm liên quan đến dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.